Dạ, mình xin mến gửi lời chào thưa quý vị và các bạn ạ Và mình xin chúc quý vị có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân Trong buổi tối ngày hôm nay, mình xin gửi tới các bạn một số câu chuyện tiếu lâm rất hay và đặc sắc Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Trong làng có hai ông bà tránh tổng rất giàu có Bà vợ xinh đẹp, ngọt nước, trông rất trẻ. Ông bà có một cô con gái thì xinh lắm, thơm như múi mít, đang độ tuổi xuân thì 18 đôi 10. Đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng mỗi khi mà nhìn thấy trai. Bà vợ có nhu cầu khoản đó cao lắm, mà cô hai thì cũng vậy. Ông tránh này nhiều khi bị bà vắt cho kiệt sức. Đến nỗi là có hôm thì Vất vả quá sáng dậy Hai chân gãy đàn tùy bà Run lên bẩn bật như cầy sấy Nhìn cũng tội Đêm qua bị bà vắt cho mười mấy cái liền Phát sốt phát rét Trong nhà có nuôi anh người ở Anh tên là Cả Thằng Cả năm nay đã hơn 20 tuổi rồi Mà chưa được nếm cái mùi đời Gia đình nghèo quá Phải đi ở đợ bao năm Nghĩ mà cũng tội Muốn lấy vợ mà chả có đám nào nó thèm Anh được cái là to cao phúc pháp Nhanh mồm nhanh miệng Anh rất chịu khó làm ăn Mong là có ngày có tiền để lấy vợ Sáng nay bà chủ mới gọi thằng cả dậy và nói Thằng cả, thằng cả đâu rồi? Đun trông mày cái bát thuốc uống xem nó thế nào Không hiểu đêm qua trúng gió hay thế nào Mà giờ sắp ngoẻo rồi Dạ là vâng bà con nghĩ là ông là bị quá sức nên mới vậy thôi Mai lại khỏi ấy mà Cái thằng Tí tuổi biết cái gì mà cũng chuyện <laughs> Ê dạ thưa là Con tuy là chưa biết cái việc ấy là như thế nào Nhưng con thấy người ta bảo thế ạ à? <laughs> Ừ Đúng là cái mày là cũng là phên khôn phết đấy nhỉ Thằng cả nói vậy thôi Chứ nó là cái tay chuyên gia đi rình trộm đêm hôm khi mà hai vợ chồng ông bà phành phạch với nhau Trai mới lớn thì thằng nào mà chả thế Có đêm thấy ông chủ không làm ăn được cái gì Định lẻn vào làm cái Nhưng mà lại không dám Nhỡ bị bắt Nó lại ăn cái quả bánh vả vào mồm Thì vỡ hết mồm thì khổ Có hôm ban ngày ban mặt Nó còn bỏ cả trâu chăn ở ngoài đồng Về rình trộm cái chuyện u ớ của ông bà Nó mới nghĩ là bà thì đẹp hơ hơ nghiêng nước nghiêng thùng thế mà ông lại chả làm ăn được cái gì cả mà cũng phải ông ham lấy vợ trẻ đẹp cho lắm vào nó vắt cho là hết nhớt rồi là phải mình mà là ông ấy thì tốt ấy nhỉ không được cô hai vẫn thích hơn đã thế thì thằng cả còn có cái tật rất là xấu đó là chuyên đi rình trộm cô hai tắm cô hai cũng tuổi na ná với nó nên cô đẹp tuyệt vời luôn đầu lòng hai ả tố nga thúy kiều là chị em là thúy vân vẫn còn thua xa cây bộ loa thùng của cô <laughs> nhiều đêm ở ngoài bờ giếng che mỗi cái tàu lá cọ đêm thì trăng sáng vàng vặc cô hai thả hồn mình vào chậu nước không biết là cô làm cái gì mà cứ dập rình dập rình cả tiếng đồng hồ mới tắm xong. Thằng cả cũng lõm bõm là hiểu ra vấn đề là có khi là cô tự làm một mình cũng nên. Thanh niên ngày xưa có biết cái gì là cái gì đâu. Có hôm thì thấy cô hai la dữ quá, anh mới ném đá và chuột chết vào bờ giếng để trêu. Cô hai chạy và kêu lên thất thanh, không kịp mặc quần áo gì cả, lao thẳng vào trong buồng. <laughs> Vậy là cả chỉ ước mong một lần, một lần thôi, được mần cô hai và bà chủ bã người. Nói vậy thôi chứ làm sao mà xảy ra cái chuyện đó được. Phải là dùng mưu, may ra còn gỡ được bát cháo. Rồi một hôm thì ông chủ có việc phải sang làng bên để làm mấy cái giấy tờ thuế đất gì đó. Công chuyện chắc tối mới về. Đây là cơ hội tốt nhất để được làm cái với bà và cô hai rồi. Anh liền đóng giả người đi thả trâu, bôi mặt hơi bẩn bẩn rồi đuổi trâu qua nhà ông bà như thật. Anh giao là: "Ới à, làng nước ơi, ai cho tôi làm cái à tôi cho một con trâu." Bà tránh thì nổi lòng tham, làm có cái mà được hẳn một con trâu. Ngày thường thì ông ở nhà mình làm có mấy cái mà có được cái gì đâu nhưng mà mình cũng già già thế này, cái tay này trẻ đẹp trai, chắc gì nó muốn, thôi bảo cái con hai chăm nó như thế nào. Con ơi, con cho nó làm cái đi, làm có phát là được hẳn. Con trâu to, mất gì đâu con, trâu bỏ bây giờ đắt lắm con ạ. À. <laughs> Mẹ, sao lại kỳ vậy? Con là con gái chưa có chồng, chưa động phòng bao giờ, con chịu thôi, không làm với cái tay này đâu. <laughs> làm đi con ơi có cái thôi mà bây giờ lấy chồng người ta không quan trọng cái đó đâu động phòng động phiếc không quan trọng đâu con mà tao thấy mày toàn làm một mình ở ngoài bờ giếng còn gì nữa ơ <laughs> ờ, à, bờ bu buồn cười thật thế nhỉ con làm một mình là con chỉ có loanh quanh ở bên ngoài thôi chứ con có dám đưa cái của nợ vào đâu còn <laughs> sợ lắm bu đi mà làm cô hai không đồng ý và đi vào buồng ngủ anh cả đi qua mà không thấy ai lên tiếng anh lại đi lại và giao tiếp bà tránh tiếc của quá và lại trai trẻ nữa nó mà làm cái mình thì có khi lại còn cho không không lấy trâu luôn bà mới gọi ơ <laughs> anh gì ơi à, anh vào đây anh bảo là cho anh làm cái thì anh cho con trâu nhỉ ờ, dạ vâng ạ cháu làm được cái rồi cháu mất con trâu này cho người ta luôn. Con nói là giữ lời mà, con nói thật đấy. Thế thế mày vào đây, tao cho mày làm cái, tao lấy con trâu. Anh cả thì chủ định là vào cô hai, nhưng mà vì nhỡ mồm không nói là với gái trẻ. Anh đành ngậm ngùi bước vào buồng. Được có 10 phút thì bà tránh cho anh mấy nháy, anh bã người luôn. Còn bà thì đúng là bao năm mới có trai trẻ Khỏe như Châu Húc mà Làm như vậy Thôi sướng như thế là cũng tạm tạm rồi Tuy rằng cái thằng này hơi yếu hay sao ấy Được có tí tị Mình lấy con trâu cái đã Ờ à, Thế là anh dắt con trâu vào chuồng cho tôi đi Ai còn con nào Anh còn con nào không Tôi lại cho anh làm cái nữa Anh cả nghĩ Cái con mẹ này khôn thật đấy nhỉ đúng là vừa sướng vừa gào mình đang chăm cái con hai thì lại gặp ngay phải bà ấy thôi dù sao vẫn là trâu nhà bà mà <laughs> mình cũng được nếm mà tí mùi đàn bà rồi nhưng mà của bà hoang hoác cả mênh mông bát ngát như thế mất hết cả việc anh quay ra cổng phía cái bụi tre dắt nốt con trâu nữa của ông bà tránh anh lại đi qua và giao Ờ à, ai cho tôi làm cái là tôi cho con trâu nào. Bà tránh trong nhà mới rộn ràng bảo con gái. Ôi, ôi con ơi, thằng này uy tín lắm mẹ con à. Tao vừa cho nó làm phát nó cho con trâu luôn. Mày cho nó làm cái, thôi mảy cho nó làm cái đi. Lấy con trâu con ơi, nghe bu đi vừa được sướng vừa có tiền. Con gái con đứa lớn lồ lồ ra còn ghen cái gì nữa Thằng này được lắm Nhanh lên cho mẹ để lấy con trâu Bù kỳ vậy Con chưa lấy chồng Con không thích đâu Ai lại đi làm bừa làm bãi với người ta như thế Còn ra cái thể thống cái gì nữa hả mẹ Bà tránh thì bủn xỉn keo kiệt Tham tiền tham của Mà hơn hết là cái khoản đó lại rất cao Mới bảo con Ê, Ê con ơi thôi nghe bua đi cho nó cái rồi thì, thì bố mày không có nhà rồi là làm sao này làm tao uh, tao cái được con trâu luôn rồi thì kiếm thêm còn nữa cho nó bỡ còn ạ à. <laughs> con gái từ chối bà tránh tiếc của mới bảo Ôi thôi uh, thì anh vào đây vào đây còn hai đâu ra đây anh này anh ấy có việc Cô hai bước ra anh cả mới nói ê, ê, chào cô hai Cô cho tôi làm cái thì Tôi cho cô con trâu mộng to đùng kia Giờ tôi rất muốn cô hai đồng ý Chứ mai kia tôi đi làng khác Làm với người khác ấy thì Lúc ấy là không gọi được tôi đâu Tôi mà làm thì đảm bảo là cô sẽ tê luôn Thích lắm đấy nha <laughs> Cô hai thấy cũng khoái trong người Vì thực tình thì đã được làm chuyện đó bao giờ đâu mà biết Nhiều khi thì loanh quanh ở bên ngoài Thấy cũng thinh thích rồi Lần này cho nó làm thật Biết chừng lại khéo mình lại chạy theo suốt ngày Thử cái mất cái gì đâu Ờ thôi tôi nể anh lắm anh nha Tôi là chiều anh một lần thôi Không có lần sau đâu <laughs> Anh cả dắt cô hai vào trong phòng Đúng cái đối tượng của mình rồi Đã thầm thương trộm nhớ Dình trộm bao đêm rồi Giờ này thì phải hết nước luôn Cô hai hạnh phúc quá Vì được anh kéo cho gần 3 tiếng đồng hồ Bà tránh canh ở bên ngoài Thấy lâu quá mới nghĩ Cái thằng của nợ này Vừa lúc mà mình có 10 phút Là chạy mất cả giáp ra cửa rồi Thế mà sao nó với cái con hai Lâu dữ vậy nhỉ nó mà làm mình lâu thì ngon biết mấy Đúng là cái thằng mất dạy <laughs> Anh cả được bên cái người yêu Thì là tã tời tơi tả tới bến luôn Xong xuôi công việc anh đi ra ngoài Liêu siêu lọ sọ Hai chân gãy đàn tùy bà rồi Hoa hết cả mắt rồi Đuối quá Bà cả mới bảo Này sao mày làm cái gì mà lâu dữ vậy Đưa con trâu đây cho tao Bà cả hát hò líu lo như chim Vì vừa được hai con trâu Lại được làm với trai lạ Bà dắt con trâu buộc vào gốc mít Thằng cả đi ra phía đầu làng Lúc này trời đã nhí nhóa tối Ông tránh cũng đi công chuyện về Nó mới khóc sướt mướt với ông Ơi, ơi ông ơi Ông, ông cứu con với Sáng nay là ông đi là con dắt trâu đi thả Con đi qua nhà ông Điền, ông nhờ chăn hộ hai con trâu Con không để ý Để chỉ có trông trâu của nhà mình Còn hai con trâu kia nó sổng ra Chạy vào bãi ngô nhà ta Rồi bị bà và cô hai bắt rồi Con xin thế nào cũng không thả Ông Điền là chỗ thân quen với nhà mình Ông ý mà bắt đền ông là đánh con chết thôi Cái bà này khá lắm Chỗ tay Điền là bạn bè làm ăn với tao bao năm rồi Thả trâu cho nó giữ làm cái gì Được Tao về tao bảo bà trả trâu cho Rồi dắt sang mà đưa trong đèn Ông tránh về thả trâu ra cho thằng cả Mang sang trả Thì anh cả dắt qua bụi tre Rồi vòng về vòng lại Dắt trả lại hai con trâu cho nhà mình Coi như là không có chuyện gì xảy ra Được sơi mía cả cụm rồi Ngon rồi Bà tránh lúc này không biết nói sao nếu kể ra thì là là nó bị nó lừa Thì cả hai mẹ con cho nó làm cái thì ông đuổi luôn Mà không nói ra thì uất ức Và mới kêu Ơi, ơi ông ơi Nó cho trâu vào xéo đi xéo lại Nát bươm lát vươn hết cả hai cái mương lớn mương nhỏ của nhà ta Mà ông còn thả à <laughs> Mương nào Mương kệ mương Thả cho nó đi chỗ nhau quen biết với nhau bao năm thôi không đi đâu mà thiệt cả nhá <laughs> một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng của một bệnh viện tư nhân quát tháo ở mỹ bác sĩ trực ban nhã nhặn hỏi cô là xem có chuyện gì mà cô đập bàn quát tháo như vậy có ai đó đã đánh cắp mất cái bộ tóc giả của tôi trong khi tôi đang phẫu thuật mắt ở đây ngày hôm qua bác sĩ kéo người phụ nữ ngồi xuống và giải thích ừ thì tôi chắc chắn là với cô là không ai trong kíp mổ của tôi lại làm một cái việc là như thế điều gì đã làm cô nghĩ nó là bị lấy cắp ở đây sau ca mổ Tôi thấy mình đang đội trên đầu bộ tóc giả rẻ tiền và thật là xấu xí. Bác sĩ tiếp tục ôn tồn và nói. Tôi nghĩ thì điều đó có nghĩa là ca mổ cho cô là đã thành công rồi. Một luật sư đang thoi thóp trên giường bệnh gọi vợ đến gần. Thế chuyện gì thế hả anh yêu? hãy mau mau mang đến cho anh một cuốn kinh thánh vốn là người sùng đạo bà vợ rất là vui mừng vội đi lấy ngay một quyển kinh thánh dự định sẽ đọc cho ông chồng nghe những câu nói tuyệt vời về định bệnh luật sư vồ lấy cuốn sách từ tay bà vợ và lật lia lịa từng trang mắt không ngừng đảo như giang lạc bà vợ hết sức ngạc nhiên ơn nhưng mà anh tìm gì thế hả anh yêu luật sư gào lên ơ ơ là anh anh đang tìm những cái kẽ hở <laughs> tại canada người ta tổ chức một cuộc thi những câu trả lời vui nhộn dành cho đàn ông ban giám khảo chỉ đưa ra duy nhất một câu hỏi chung cho tất cả các thí sinh trước khi lấy vợ anh làm gì thì có hàng ngàn thí sinh tham dự với vô số câu trả lời vui nhộn. Nào là tôi làm chủ gia đình, tôi tìm vợ, vân vân. Và thí sinh đến từ Việt Nam, người đoạt giải nhất là người có câu trả lời là Trước khi lấy vợ, tôi làm tất cả bất cứ những gì mà tôi thích. <laughs> Hai vợ chồng nhà nọ có đứa con đã 5 tuổi mà cứ khóc nhẹ nhẹ cả ngày. Hôm ấy nhằm lúc cái thằng nhỏ đang khóc thì có người bạn đến chơi, người cha liền dọa. Ờ ừ, con nín đi, nếu không là ông ba bị bắt đó. Người bạn biết ý liền trợn mắt nạt lớn, làm thằng nhỏ hết hồn núp mặt vào lòng của mẹ rồi nín khóc luôn. Mấy hôm sau thì tình cờ người chồng đi làm về sớm hơn như hơn thường lệ vừa mở cửa bước vào thì thấy đứa con hớn hở chạy ra và gieo lên ơ hay quá bố ơi ông ba bị vừa mới bị mẹ là nhốt vào trong tủ rồi <laughs> một phụ nữ bế đứa bé đi khám bệnh bác sĩ khám và phát hiện thằng bé bị suy dinh dưỡng nặng bác sĩ mới hỏi thưa bà Cháu đang bú sữa mẹ hay là sữa bình ạ? À? Ờ, sữa mẹ. Vậy bà vui lòng cởi áo ra để tôi khám. Một lúc sau thì bác sĩ tuyên bố. Ê hèn chi, thằng bé suy dinh dưỡng vì bà là không có sữa. Chẳng có chút sữa nào cả, khô không khóc ra. Người phụ nữ bình thản và trả lời. Ê, hey, hey, tôi biết, tôi là bà nội của cháu nó mà. Sữa ở đâu? <laughs> trong quá trình tiến hành tập sự cho hôn lễ, chú rể bí mật tiếp cận vị mục sư và đưa ra lời đề nghị: "Tôi sẽ đổi 100 đô la lấy việc là bỏ các từ yêu thương, tôn trọng, vâng lời và chung thủy với cô ấy mãi mãi trong cái lời thề kết hôn." Vị mục sư đồng ý và nhận lấy 100 đô la với cái vẻ rất là vui mừng. Hôm sau vào buổi lễ chính thức, vị mục sư nhìn thẳng vào mắt chàng trai, mỉm cười nhẹ nhàng và chậm rãi nói. Chàng trai, bạn có hứa sẽ luôn sẵn sàng phủ phục mình trước mặt cô gái đứng trước mặt đây không? Vâng theo mỗi mệnh lệnh của cô ấy, mang đồ ăn sáng đến bên giường cô ấy vào mỗi buổi sáng trong suốt cuộc đời này của bạn. Đồng thời, thề trước mặt Chúa sẽ không bao giờ thèm nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác cho đến khi cả hai không còn trên cõi đời này nữa không?" Chú rẻ nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, đáp lại bằng một giọng rất nhỏ nhẹ. À, "Vâng." Sau nghi thức, chàng trai ngay lập tức bám chặt lấy vị mục sư và rít lên này, tôi nghĩ là chúng ta đã có một thỏa thuận đấy, ông đã lấy tiền của tôi rồi. Lúc này thì vị mục sư mới đặt lại vào tay chú rể tờ tiền cũ 100 đô và thì thầm, <laughs> ờ, thì cô ấy đã đưa ra một lời đề nghị tốt hơn, nhé." <laughs> một anh chàng tâm sự với bạn khi chưa lấy vợ, nghe người ta nói ranh giới giữa thiên đường và địa ngục không đâu xa mà chính là cánh cửa nhà bạn. Mình không tin. Nhưng mà lấy vợ rồi thì mình thấy đúng thật. <laughs> Anh chồng đi làm về, ngồi vào bàn ăn, cầm mẩu bánh mề cháy nham cháy nhở khét lẹt và hỏi Ai nướng bánh vậy? bà mẹ muốn con mình mắng nàng dâu nên nói đầy vẻ mỉa mai ý vợ anh chứ còn ai vào đây nữa khéo thật đấy ô thảo nào con thấy bánh mì rất là ngon mẹ ạ có đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau người vợ vốn là người rất là sợ ma Đêm tân hôn động phòng hoa trúc Khi anh chồng đang say giấc Bỗng bị chị vợ cấu cho một cái Anh chồng mới hỏi Ờ thôi là có chuyện gì vậy hả em Em sợ ma Thế thì em nằm vào trong đi Được một lúc sau thì chị vợ lại cấu một cái nữa Bực mình vì đang ngủ bị làm phiền Anh chồng hỏi Thế là có chuyện gì nữa Thì em vẫn sợ ma anh chồng bực mình nằm cửa trong cũng sợ nằm ngoài cũng sợ thế là bây giờ nằm đâu để cho hết sợ thì thì em muốn nằm ở trên anh cơ <cười> <cười> hai chiếc xe của người đàn bà và người đàn ông đâm vào nhau cả hai chiếc xe đều bị hỏng nhưng mà may mắn là họ không hề bị thương sau khi quan sát hai chiếc xe một vòng, người đàn bà nói: Ông là đàn ông còn tôi là phụ nữ. Điều đó thật là thú vị. Hãy nhìn xem xe của chúng ta không còn gì cả, nhưng thật là may mắn là chúng ta đều không bị sao. Đó thật sự là ý của thượng đế khiến chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh để trở thành bạn và sống chung với nhau cả đời. Anh có đồng ý không? người đàn ông vui vẻ trả lời tôi hoàn toàn đồng ý đó thật là chủ ý của thượng đế rồi người đàn bà nói tiếp hãy nhìn xem này lại còn một kỳ tích khác nữa xe của tôi đã nát bét hết cả rồi nhưng chai rượu trong xe thì không hề bị vỡ đây chắc chắn là ý của thượng đế muốn chúng ta uống để chúc mừng cho tương lai sau này của hai đứa người đàn bà cầm chai rượu đưa cho người đàn ông ông này gật đầu lia lịa thích quá tỏ ra là tán thành và cầm chai rượu uống một hơi hết luôn sau đó trả lại cho người đàn bà kia bà này lập tức đậy nút chai rượu và đưa lại cho người đàn ông người đàn ông ngạc nhiên hỏi nhưng mà là bà không uống chút nào sao người đàn bà đáp hí, hí, hí. không tôi nghĩ là tôi nên là chờ cảnh sát đến để giải quyết nhá <laughs> vợ đón chồng say khướt khờn khượt trên cửa sổ sao ờ, lại say à anh vừa ông rượu ở đâu thì lại xéo đi đấy đó đi hiểu chưa út anh chồng đáp lại rồi tức giận gọi điện hiểu rồi alo cả điếc đấy à tao cả ngố đây mọi chuyện ổn rồi Tao xin phép được vợ tao đi tăng hai rồi. <laughs> Sau khi đi khám bệnh cho người cha thì bác sĩ bảo với cậu con trai. Bố cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Trên đường về người cha bảo với con là ghé vào quán rượu gần nhà để uống vài chén tạm biệt. Trong quán rượu, ông ta thông báo với tất cả mọi người rằng là mình bị HIV AIDS. Thấy vậy thì người con trai thắc mắc. Ờ, nhưng mà bố bị ung thư cơ mà. Tại sao lại nhận mình là bị cái căn bệnh thế kỷ đó? Ờ, thì vì là bố là không muốn là bất cứ cái kẻ nào lén phén với mẹ con sau khi mà bố qua đời. <laughs> Sau khi nghỉ hè về, bà vợ phát hiện có hai cái quần lót trong tủ quần áo của mình. Bà giận dữ gọi chồng đến để hỏi. Nói cho em biết đây là quần lót của ai? Ê, thì anh không biết. Bà vợ phát cáu lên và gọi cô giúp việc, chất vấn. Ai là chủ nhân của cặp quần lót này? Ê dạ thưa bà, làm sao mà tôi có thể biết được? Chúng tôi phải, chúng có đâu phải là của tôi. Tôi không mặc quần lót bao giờ đâu Không tin thì bà cứ hỏi ông nhà này khác biết <laughs> Một cặp vợ chồng trẻ nhận được rất nhiều quà cưới quý giá Khi xây dựng tổ ấm ở vùng ngoại ô thành phố Sáng nọ họ nhận được quà qua bưu điện Có hai vé mời xem buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố trên phong bì chỉ kèm theo một dòng duy nhất Đoán xem ai gửi Cặp vợ chồng rất lấy làm thích thú Và cố xác định xem là người cái người gửi tặng Không tài nào đoán ra được tên của họ Hôm sau họ đến nhà hát đúng theo vé mời Và tận hưởng một buổi tối vui vẻ Về đến nhà lúc đã khuya Khi hai vợ chồng vẫn còn cố gắng suy đoán tung tích Cái người mời vô danh Thì họ khám phá ra là nhà mình đã bị cuỗm sạch trành xanh mọi món đồ có giá trị. Trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng với nét chữ với lá thư kèm theo một cặp vé lúc trước. <laughs> Bây giờ thì quý vị biết rồi đấy. Một nữ sinh viên khá xinh đẹp và trẻ trung nhưng mà lười học. Hôm qua thi vấn đáp cô mặc rất đẹp còn giảng viên là một thầy giáo trẻ đẹp trai thầy vừa nhìn trò vừa ra câu hỏi nhưng mà ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời em không biết vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây cô đỏ mặt thẹn thùng nhưng mà vẫn nhanh nhảu và đáp y dạ là em thích một cuộc hẹn hơn em thích thầy Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại tiếp theo nhé. <laughs> hai con khỉ đi vào một quán bar và gọi hai cốc bia. Nhân viên phục vụ chưa bao giờ bán bia cho khỉ nên anh ta rất là ngạc nhiên chạy lên lầu hỏi ý kiến của ông chủ. Ừ, dạ thưa ông, có hai con khỉ đột ở dưới nhà đang gọi bia, tôi phải làm gì bây giờ? Thì cứ phục vụ cho chúng nó đi Đúng là cái đổ ngu Ồ nhưng mà chờ đã nào Chúng nó chắc là không biết cái gì đâu Hãy tính giá gấp đôi nhé Anh phục vụ bàn thì chạy xuống Và mang hai cốc bia cho những con khỉ Và tính tiền gấp đôi Tối hôm đó Hai con khỉ lại tới uống bia Thấy vậy anh phục vụ nói Ở nhà hàng chúng tôi Có ít khỉ lui tới lắm Con khỉ trả lời Ôi giời Với cái giá cắt cổ như thế Thì điều đó có gì lạ đâu hả anh <laughs> Tránh án hỏi đương sự Đang trong trạng thái run lẩy bẩy Anh có vợ chưa Dạ là rồi Người ấy là ai Dạ bẩm toa Một người phụ nữ anh đừng có dỡn mặt ở cái chốn pháp đình này thế anh đã nghe nói ai lấy một người đàn ông chưa dạ bẩm dạ có thưa tòa như là uh, chị tôi ấy <laughs> giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức đến và ra lệnh anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi có năng lực có thể thay thế vị trí của tôi trong tương lai Điều hành tốt là được Dạ nhưng mà tìm xong Thì là giao cho anh ta cái việc gì hả sếp Thì đuổi việc anh ta ngay lập tức Chứ còn cái gì nữa Gia đình của Vova Rất là tự hào về truyền thống Của gia đình mình Tổ tiên của họ đã đến Mỹ Từ rất lâu rồi Gia đình họ thì từ đời này sang đời khác gồm rất nhiều thượng nghị sĩ nổi tiếng và các nhà kinh doanh tài ba. Vì thế mà họ quyết định làm một cái cuốn gia phả để lại cho con cháu đời sau biết. Họ muốn một tác giả nổi tiếng nhưng lại có vấn đề nảy sinh, đó là trong dòng họ duy nhất thì có ông chú Jock, người đã bị kết cái án tử hình trên ghế điện. Ông tác giả nói rằng ông ta có thể giải quyết êm thấm vấn đề này trong cuốn giao phả. Khi cuốn sách được làm xong, thì ở đoạn trong đó có ghi là Chú Gióc đã giữ một ghế quan trọng hoạt động bằng điện trong một cơ quan chính phủ. Nó gắn với ông bằng một sợi dây chắc chắn và cái chết của ông đến như một cú sốc mạnh. <laughs> cô con gái về nhà thưa với mẹ lần này con đã quyết định cho chồng con một bài học con sẽ về sống với mẹ ồ nếu con thực sự muốn cho nó một bài học thì hãy trở về và đưa mẹ đến sống cùng với con rể nhá chồng của con đấy <laughs> trung đội tập hợp chuẩn úy trực ban ra lệnh Binh sĩ nào yêu âm nhạc bước ra phía trước Sáu binh sĩ trong đội hình hăm hở bước ra Dạ thưa chuẩn úy, chúng tôi cần chơi bài gì vậy? <laughs> Không cần chơi bài gì hết, à Hãy khuân chiếc đàn piano sang cái câu lạc bộ sĩ quan ở bên bên kia sườn núi ấy nhá. Hơi khó đi tí. <laughs> Một nhà thầu muốn hối lộ ông bộ trưởng, ngỏ ý là muốn biếu ông ta một chiếc ô tô nhưng bị từ chối. Tôi chỉ là của tôi là liêm khiết, ông hãy đem món quà về đi. Nhà thầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ê dạ là tôi hiểu cái cảm nghĩ của ngài về cái việc này, tôi thành thật xin lỗi ngài." Nhà thầu nói tiếp: "Để tỏ lòng thành Hãng chúng tôi quyết định bán nó cho ngài với cái giá 25 đô la một chiếc ô tô. Sau một hồi trầm tư thì ngài bộ trưởng gật đầu. Ừ, thì là trong cái trường hợp đó thì riêng thì tôi sẽ mua là 10 chiếc nhá. Một người đàn ông sau khi kết hôn 10 năm quyết định mua cho vợ một chiếc váy Ông bèn đến cửa hàng thời trang Tôi muốn mua tặng cho vợ một cái váy Xin lỗi nhưng mà chị nhà mặc cỡ bao nhiêu ạ? À? Thì tôi cũng không rõ Nhưng mà mỗi lần mà bà ấy là đi qua cái tivi M55 in ấy Thì tôi chẳng thấy cái màn hình đâu cả Trong kỳ nghỉ hè một người đàn ông chuẩn bị chụp ảnh cho bà xã. Ông chồng cầm chiếc máy ảnh chĩa về phía bà vợ to béo của mình, nói với bà này. Để có thể thu được toàn thân của em vào khuôn hình, anh phải lùi xa một vài bước. Nhưng mà cụ thể là bao nhiêu bước hả à anh? Ừ, thì khoảng là một nghìn bước. Thiếu phụ đang làm cơm trong bếp, có tiếng gõ cửa, bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi: "Ý dạ thưa bà, bà có nghĩ rằng là bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?" Bị hỏi một câu hỏi quá là bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại, bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa vẫn người đàn ông hôm trước vẫn câu hỏi cũ thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi câu chuyện với chồng của mình để tìm cách đối phó cái người kia người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe gõ tiếng gõ cửa người vợ mở cửa à, chào bà Bà có nghĩ là chắc rằng bà có một thân hình Rất đẹp và khêu gọi hay không Yên Chí có chồng Đứng sau cánh cửa Người đàn bà trả lời mạnh dạn Đúng như vậy thì có làm sao không eh, Dạ thưa là Nếu vậy thì xin bà Hãy nói với ông nhà Là hãy dùng cái đồ nhà đi Chứ đừng có sang để ve vãn Lời dập dình với vợ của tôi nữa